Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế một cái logo thương hiệu. Thì về cái phần logo thì nó là dạng như muôn màu muôn vẻ. Nhưng mình cũng muốn hướng dẫn cho các bạn cái căn bản để mà thiết kế một cái logo cho chính bản thân mình ha. Thì trên hiện tại ở trên 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 mạng nó có khá là nhiều cái logo người ta đã thiết kế sẵn rồi ha. Các bạn có thể vào trong web, các bạn chỉ cần gõ nhiều logo mẫu này. Này, khá là nhiều, rất là nhiều này, nhiều lắm, nhiều vô số kể, nhiều không thể nào tải hết được. Đó. Và chúng ta chỉ cần, ví dụ chúng ta là con người không 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 cần cầu kỳ thì chúng ta có thể chọn đại một cái mẫu nào đó. Và những cái mẫu như này các bạn nên nhớ này, những cái mẫu như này là cái mẫu người ta thiết kế sẵn chứ không dành, chứ không phải là của riêng ai hết ha, không phải của riêng ai hết, cho nên chúng ta cứ lấy thoải mái đó, chứ không có sợ là bản quyền của ai cả ha. Ví dụ như cái này chẳng hạn đây. Đó. Đó, tải xuống thôi, tải xuống xài ha. Thay đổi tên xài thôi, còn không thì các bạn chỉ cần gõ Google ha, gõ Google à, Google đúng không? Ví dụ tên mày là tên Kim hay là Dương Kim đi ha, Lê Kim, thì ví dụ là chúng ta sẽ lấy LK logo này. Này thấy nhiều, quá nhiều, rất là nhiều à, nhiều khi các bạn không cần phải động não, không cần phải suy nghĩ nữa, đó nó có sẵn hết luôn à. Đó. Logo này. Quá trời logo luôn đó, muốn bông lúa bông má cái gì đó tùy à. Đó. Bất cứ cái logo gì đó, và nó sẽ có cái phần mềm thiết kế luôn. Đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn à, thiết kế logo à, logo design đi, logo design này à, cũng có trang web, chúng ta trang thiết kế logo chúng ta, cái trang web này cũng khá là đơn giản. Ví dụ mình là Bảo Bảo Dương đi ha, rồi, logo BD rồi đó. Ví dụ là các bạn tên gì đó thì các bạn chỉ cần gõ vào đây thôi, ai BD rồi BD ha, BD cho mình phải BD ha, rồi bấm design, chúng ta chỉ cần đợi thôi. Rồi thông tin này là thông tin gì đó, các bạn làm ngành nghề gì đây, các bạn đánh vào đây đây. Nếu các bạn làm event à, event có event là design, design có design ha, hay là làm tóc hair nè, hair accessory hay là cái gì đó, thế tùm đủ thứ. Các bạn làm nghệ thuật có art à, rồi ok mình xài art đi ha. Rồi next, rồi chúng ta đây nè, có ghi nè đó, cái tiếng Anh này là cái gì thì đó thì các bạn chọn cái này, người ta chọn lúc dòng tên hay là cái đó cái gì đó, tên hay là cái logo không thôi. Đây thì cứ chọn ha. Bây giờ chúng ta chọn một chữ, ví dụ các bạn thích mẫu cầu kỳ hay là đơn giản cái gì đó ha. Rồi cứ chọn thôi ha. Rồi, ví dụ chúng ta cứ chọn thoải mái. Chờ thôi đó. Đây, đã hỏi các bạn có đồng ý gì không này. À. Rồi tôi đồng ý. Giờ phải đăng nhập.
Ừ, đăng nhập luôn, ok luôn. À, đây nè, đầy đủ các bạn ha. Đó, đầy đủ luôn. Rồi xem thêm. Nó rất là nhiều. Nhưng mà đây cũng chỉ là những cái mà căn bản thôi, những cái mà có sẵn thì tất nhiên nó sẽ không bao giờ hợp ý của mình. À, chúng ta sẽ tự làm một cái logo cho chính mình. Rồi, ví dụ các bạn tên là Bảo Trân ha. Ví dụ Bảo Trân chẳng hạn. Bảo Trân thì chúng ta sẽ có chữ BT gì đó ha. Ví dụ vậy. À, Bảo Trân BT ha. Rồi. Chúng ta Bảo Trân thì Bảo Trân làm cái gì? Bảo Trân bán làm tiệm tóc hay là bán trà sữa hay là làm spa. Rồi, ví dụ ha, ví dụ vậy. Ví dụ spa thì nó sẽ có một vài cái spa sẽ có cái lá hay là cái đầu người. Cái đầu người. Rồi, chúng ta sẽ coi thử như này ha. Chúng ta sẽ thử. Ví dụ logo thì spa thì nó sẽ như thế nào? Này. Đó, logo spa nó sẽ như vậy. Đó. Rất là nhiều ha. Đó. Chúng ta cũng có thể lấy thử hoặc là chọn một cái mẫu này ha. Chọn một cái mẫu đại, một cái mẫu nào đó. Ví dụ bạn chọn cái mẫu này hoặc là mẫu này chẳng hạn. Rồi chúng ta đánh cái tên mình như này thay vào ha. Hoặc không thì đây nè. Đó. Lấy logo này. Thấy chưa? Đó, rất là nhiều logo. Ví dụ chúng ta làm tóc thì logo hair đó. Ừ. Đó, rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần lấy một cái vài mẫu hoặc là chúng ta lấy copy cái mẫu của họ hoặc là chúng ta lấy cái ý tưởng từ ý tưởng của họ, chúng ta sẽ xây dựng lên một logo cho chính bản thân mình. Còn cái mẫu logo thì nếu mà để nói mà hướng dẫn thiết kế cái logo thì nó khá là khó để mình diễn đạt được. Tại vì mình nó không 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 chung một cái nó không chung một cái nguồn cái gốc nào hết ha. Thì các bạn có thể là các bạn tên này các bạn tự tên nọ thì ví dụ cái chữ Bảo Trân thì ví dụ bây giờ Bảo Trân làm tóc đi ha. Ha, tóc hay làm spa gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ thiết kế ví dụ đây ví dụ chữ B Bảo Trân ví dụ chữ B này chọn một cái phông chữ nào đó nó đơn giản ha. Chân thì ví dụ chân ở đây đó. Hoặc là chúng ta sẽ chọn chữ kiểu một tí đây ha. Đó. Nhưng chúng ta nhớ làm sao mà để cho khách hàng dễ thấy được cái tên của mình. Đó. Ví dụ vậy đi chẳng hạn. À. Đó, như vậy cũng được. Đây. Đây mình làm đơn giản ha. Còn ví dụ khi các bạn làm cái logo cho chính mình đó, thì các bạn nên cầu kỳ một xíu. Đó. Rồi, chúng ta sẽ chọn ví dụ là Bảo Trân người làm spa đi ha. Ta sẽ chọn logo spa. Đây. Rất là nhiều mẫu. À. Mẫu hoa lá cành hay cái gì đó. Những cái mẫu trên này tức là cái logo như này các bạn nhớ để ý nha. Ví dụ những cái mẫu logo này thì người ta là đã có cái nguồn gốc có chủ rồi ha, như Linh Anh Hồng Kông rồi nè. Còn những cái logo như vậy thiết kế logo đẹp với những cái tên mà chung chung như vậy nè là chưa có gì đâu ha, chúng ta có thể sử dụng thoải mái. Mà ở Việt Nam mình thì mình nói thẳng luôn là cứ xài thoải mái chứ không không nhất thiết là phải thương hiệu gì hết.
nhiều khi cái thương hiệu đó thì thương hiệu, chứ còn bây giờ tôi cứ lấy ra tôi xài thì anh làm tôi đâu. Đây, ví dụ như này, ví dụ mình sao chép cái này ha, chúng ta copy, chúng ta dán ra đây. À, mình chạy bitmap này rồi ha. Cái phần này thì mình đã có hướng dẫn các bạn rồi ha, hướng dẫn các bài trước rồi. Những cái này nó rằng rằng, chúng ta chỉ cần nối lại thôi, hay quay lại thôi. Đó. Bố trí ha. Đây. Đây là không hợp lý lắm ha. Ví dụ như cái này bảo chân thì chúng ta chỉ cần ghi ở dưới này là spa. Spa bảo trân à. Chúng ta sẽ làm một cái bông cỏ ha. Để coi cái phần bông cỏ này ở đâu. Rồi chúng ta sẽ có những bông cỏ thế này ha. Đây, các bạn nếu các bạn cần, các bạn thì mình ngày mai mình sẽ up lên trên 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 nhóm luôn, là các bạn có thể vào đó lấy thôi ha. Wow, đây rất nhiều là cái bông cỏ nhỏ nhỏ này. Đây dùng lấy đại cái này đi ha. Rồi chúng ta chọn cái bông cỏ này đi, rồi xóa mấy cái này đi. Đây. Rồi chúng ta xóa đi ha. Mình ví dụ mình xài cái này đi. Rồi chúng ta bỏ vào đây, ví dụ đây. Ta bỏ cái spa bảo trân phía dưới ha. Đó, tùy các bạn bố trí thôi. Đây. Rồi. Quá đẹp luôn. Đó. Ví dụ như vậy ha. Wow. Rồi. Ví dụ như vậy chẳng hạn. Ha. Rồi còn các bạn, đó là cái phần mình chỉ hướng dẫn cái căn bản thôi. Còn logo thì tùy mỗi người mỗi kiểu đó, cho nên là cho nên nó sẽ có những cái công ty là thiết kế logo, bởi vì thiết kế logo này nó khá là lâu, nó sẽ nhanh nhanh với ai và nhanh với cái người thiết kế nào. Có thể những người khác họ sẽ rất là khó chịu trong việc thiết kế logo, hoặc có những người là rất là dễ chịu, chỉ cần thiết kế một xíu thôi, hoặc là người ta chỉ cần đưa cái nội dung, đưa thông tin là chúng ta có thể làm một cái logo và đặt lên bảng hiệu cho họ, họ chỉ cần duyệt ngay, không cần phải thay đổi gì cả. Cũng nhiều người, người ta sẽ thay đổi một tí xíu màu sắc này nọ, hoặc là sẽ có những người khách người ta sẽ ngày này sang ngày khác, sang ngày kia nữa, chỉnh hoài chỉnh hoài chỉnh hoài đó, có nhiều người sẽ rất khó chịu ha. Rồi thì đó là trong những cái phần mình hướng dẫn các bạn logo gì đó, các bạn chỉ cần lấy về xài thôi, còn không thì mình sẽ tự thiết kế cho mình một cái logo ha, tự suy nghĩ thôi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha, các bạn nhớ like share subscribe kênh của mình nhé, để mình có hứng để làm thêm các video khác. Và xin chào và hẹn gặp lại.